Hello, chào mừng tất cả các bạn. Lời đầu tiên cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã đồng hành ủng hộ channel của Điện Máy Phong Hương trong suốt thời gian vừa qua. Thì hôm nay mình tiếp tục ra mắt một cái video đó là về nước và máy lọc nước sinh hoạt trong gia đình của mỗi chúng ta. Thì trước mặt mình đây, đây là một cái máy Ultima của tập đoàn Unilever các bạn. Đây là một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Tại sao mình làm video về con máy này? Thì mình sẽ đưa cái máy tới sát để các bạn tiện theo dõi cái màn hình trên cái máy này các bạn. Đây. Và mình xin nói qua con máy này thì trong suốt quá trình kinh doanh này, sửa chữa này và kiểm tra tại rất nhiều các loại máy thì mình xin nói ngắn gọn, đây là một cái máy lọc nước RO mà theo đánh giá của cá nhân mình thì nó là một cái máy RO tốt nhất trên thị trường đây các bạn ạ. Nhưng mà nó tốt thì đi kèm cái giá thân của nó rất cao, và mình đã có một giai đoạn đã kinh doanh cái dòng máy này rồi nhưng mà hiệu quả nó thấp. Thấp là vì là khi tư vấn cho khách hàng khó quá, mà một cái máy lọc nước RO thuần túy như thế này nhưng mà có giá thành nó rất cao so với các cái dòng phổ thông hoặc là các cái dòng mà cũng có thương hiệu một chút, có máy 2-3 chế độ mà giá thành nó cũng chỉ có, thậm chí nó còn thấp hơn cái máy này nữa các bạn nhé. Và chứ mình không đi sâu về nói về cái chất lượng của cái máy này nữa, thì mình sẽ đi vào cụ thể trọng tâm của cái video này, đấy là tại sao trên cái màn hình của chúng ta nó hiển thị như thế này và chúng ta cần phải xử lý như thế nào. Thì khi chúng ta vừa lắp cái máy này xong thì các bạn thấy nó hiển thị hai cái vòng led xanh này, thì sau một thời gian khoảng tầm 1 năm thì cái vòng xanh bên trong có ký hiệu là GKK1 đấy thì nó sẽ tụt dần, và đến vạch cuối cùng thì nó cũng sẽ báo nhảy như thế này. Thì lúc đó người tiêu dùng khách hàng ấy phải buộc phải liên hệ với cái số tổng đài của chăm sóc khách hàng của hãng này, nó hiển thị ngay dưới đáy của vòng tròn này các bạn này. Đấy, đây là có số chăm sóc khách hàng của hãng này, và khi các bạn điền đến số chăm sóc khách hàng của hãng này thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn là buộc các bạn phải thay cái loại này. Đấy, thay cái bộ lõi trong này, và giá thân thay của một cái bộ lõi này không hề rẻ các bạn nhé, nó phải trên 1,5 triệu và dưới 1,6 triệu, và có bộ phận bên chăm sóc khách hàng nó đến nhà nó thay luôn đấy. Nhưng với cái quan điểm là người làm kỹ thuật thì mình thấy như thế này, thực ra cả cái bộ lập trình này là người ta không hướng đến cái chất lượng mà người ta hướng đến cái thời gian sử dụng các bạn. Và mình cũng theo dõi vì cái máy này là mình sử dụng tương đối ít, trong nhà mình có 4 cái máy lọc nước lần, và cái máy này mình chỉ có phục vụ là uống buổi tối hoặc sau bữa ăn thôi, nhưng sử dụng là nó tương đối ít chứ không phải là nhiều lắm. Nhưng mà đúng tròn 1 năm và hơn 1 năm thì cái vòng bên trong nó sẽ hiện thì là bắt buộc phải thay lọ. Hiện tại thì trên cái màn hình của mình đây nó đã hiện cái vòng GKK2 là vòng bên ngoài này, là có nghĩa là máy này hoạt động hơn 2 năm rồi các bạn ạ. Và cũng như mọi khách hàng đến lúc này thì buộc phải liên hệ với số tổng đài của hãng này, và sau đó người ta sẽ về thay lọ, và một lần thay lọ này không dưới 1,5 triệu đâu các bạn nhé. Và đối với người tiêu dùng thì như vậy là người ta cũng thấy hơi chát hơi đắng, bởi chúng ta không thay lọ thì đúng sau vòng 15 ngày, sau 15 ngày thì cái máy này nó không hoạt động được nữa các bạn ạ. Mặc dù điện vẫn hiển thị nước vẫn cấp vào nhưng nó không hoạt động được. À, nên buộc người tiêu dùng phải liên hệ với bên tổng đài để mà thay lọ. Và có một cái thủ thuật nhỏ nhỏ là mình có thể reset cái lần này, reset cái lần này và máy nó trở lại trạng thái ban đầu và nó tiếp tục hoạt động. Và tại sao mình sẽ hướng dẫn các bạn cái reset cái lần này, thì mình thấy như thế này các bạn này, thực tế là cái chất lượng nước hiện tại nó đã bảo như chất lượng nước là mình thấy nó rất ổn so với các cái dòng máy RO hoặc so với các cái thương hiệu khác,
thì mình thấy cái máy này như mình đã nói đấy, nó rất tốt. Và hiện tại đến giờ nó cân bảo thay lọ, nhưng mà mình đo chất lượng nước cực kỳ ổn định các bạn nhé, ổn định, và thậm chí là nó đang còn nằm trong ngưỡng thông số cực kỳ tốt các bạn ạ. À, và sau đây mình sẽ test nước cho các bạn xem. Các bạn xem xong sau đó mình sẽ phân tích tiếp và hướng dẫn các bạn reset cái lần này. Tất nhiên mình không phải là hướng dẫn cho các bạn buộc các bạn, hoặc là mong các bạn là không cần thay lọ, hoặc là hướng dẫn cho các bạn là không cần phải thay lọ. Nhưng mình nói nếu có điều kiện các bạn thay lọ được thì tốt theo cái quy chuẩn của hãng, nhưng các bạn cũng có thể là không cần thay lọ bằng một cái thao tác reset để từ đó các bạn tiếp tục sử dụng như bình thường. Đấy. Và ngay bây giờ mình sẽ test cái nước của cái máy này sau hơn 2 năm sử dụng cho các bạn xem, và để các bạn biết được là nước nó còn tốt như thế nào. À, đấy. Bây giờ mình sẽ lấy 2 ly nước và kiểm tra cho các bạn xem các bạn nhé. Thì ly nước đâu là mình lấy cái nước đầu đầu vào của máy này, nước cấp của từ giếng khoan nhà mình. À. Và ly tiếp theo là mình sẽ lấy nước từ cái vòi của cái máy này các bạn. Và nó tốt là tốt như thế nào? Thì như các bạn biết đấy, nếu các bạn có theo dõi cái video trước của mình về máy lọc nước RO, thì hầu như tất cả các máy RO của tất cả các thương hiệu luôn, là đối với những vùng mà đang sử dụng giếng khoan hoặc giếng đào thì các bạn sử dụng sau 1 năm rưỡi đến 2 năm thì chất lượng nước của nó hầu như bị axit hóa các bạn. Nó ban đầu các bạn mới lắp xong thì độ pH của nó thường đạt trung tính và trên trung tính, và hiện nay thì có nhiều cái máy nó có bổ sung hydrogen và kiềm tính nó cao hơn. Xong sau 2 năm sử dụng thì hầu như cái nước RO vẫn còn là chất lượng nước rất sạch, nhưng mà nó bị axit hóa hết. Nếu thông thường là nó chuyển thành axit nhẹ hoặc là axit nặng. Còn riêng đối với cái máy này như thế nào để mình khẳng định nó là chất lượng nó rất tốt các bạn nha. Mình đã kiểm tra DTS này, kiểm tra độ mù quáng nó rất ok. Bây giờ mình sẽ kiểm tra là kiềm tính trên cái máy này. Thì mình sử dụng cái thuốc thử pH các bạn nhé. Ly của bên phải màn hình các bạn là ly nước cấp đầu nguồn này, ly bên trái là nước lấy của máy này. Đấy. Thì mình nhỏ vào một bên khoảng 6-7 giọt đấy, vì cái lượng nước mình lấy ra cũng khá nhiều. Đấy. Và sau hơn 2 năm sử dụng thì các bạn thấy như thế này đây. Đối chiếu với cái bảng màu để test pH với cái dung dịch này thì các bạn thấy này, đây là nước đầu vào này, đây là nước đầu vào, nó ngang tầm khoảng 5 chấm và dưới 5 chấm một tí là nó có thể là ngang, mình cho là axit nhẹ đấy. Còn cái nước sau 2 năm hoạt động đối với trên cái máy này đấy, là nó phải đạt đến 7.4 đến 7.6, có nghĩa nó trên ngưỡng là trung tính một tí, nó là kiềm nhẹ các bạn ạ. Và đối với máy RO thì với cái kiến thức của mình nó đạt được mức như thế này là quá ok rồi, quá ok và thật tuyệt vời. Ngoài việc nó sạch, nó đạt đến kiềm tính như thế này, độ bù khoáng nó vẫn ổn định, thì rõ ràng cái chất lượng của cái nước của máy đang còn quá tốt, nên việc thay lọ có cần thiết hay không đấy. Đối với quan điểm của mình thì nếu bạn có tài chính dư dả bạn có thể thay. À, nhưng mà nếu mình có một chút kỹ thuật, mình có một chút thủ thuật thì mình có thể bằng một cái lần nào đó mình reset nó và tiếp tục để cho cái máy này hoạt động ổn định và mình vẫn sử dụng nó bình thường. Đấy, đấy là cái quan điểm của mình. Và video này mục đích là mình sẽ hướng dẫn các bạn reset cho cái máy này trở lại trạng thái hoạt động bình thường để khỏi phải thay lọ này. Vì giá thân thay lọ này không hề rẻ.
Nếu các bạn sử dụng 2 năm và các bạn thay hai lần lọ là trên 3 triệu thì chắc chắn người tiêu dùng người ta rõ ràng là người ta rất chát, người ta rất đắng. Nên ngay bây giờ không để các bạn phải chờ lâu, mình sẽ hướng dẫn các bạn reset cái máy này để cho cái nó thoát cái lần buộc chúng ta phải thay lọ các bạn nha. À, thực tế mình chưa thấy một người ta nào chi tiết cái hướng dẫn cái lần này. Và bên cạnh đó khi các bạn điền đến tổng đài mà các bạn hỏi thì bên tổng đài của hãng này người ta sẽ tư vấn cho bạn buộc phải thay lọ. Còn nếu không thay lọ, họ nói không có cách nào khác là máy sẽ ngừng hoạt động. Chính vì vậy, đây là một sự phiền toái khi sử dụng cái dòng máy này các bạn nhé. Thôi không để các bạn phải chờ lâu nữa, ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn reset cái lần này. Trước khi reset thì các bạn phải khóa nước, nhổ điện đầu nguồn, rồi để chúng ta tháo mở một cái này cho các bạn. Các bạn để ý là bên trên này có hai cái khóa này. Hai cái trên này các bạn chỉ việc ấn xuống thôi. Đấy. Mình đưa cái máy gần lại cho các bạn nhé. Đây, các bạn để ý nơi cái bộ phận ngay góc này là có một cái nút rất nhỏ các bạn ạ. Cái nút cực kỳ nhỏ. Bây giờ mình cấp điện lại cho cái máy này các bạn nhé. Máy đã được cấp điện lại rồi các bạn. Thì khi các bạn đã tìm thấy có cái nút nhỏ nhỏ ở đây, nút rất nhỏ các bạn ạ, thì các bạn ấn vào giữ khoảng 5 giây. Rồi các bạn thả ra xem. À, như vậy là đã reset xong rồi các bạn này. À, lúc này nó sẽ hiển thị hai vòng led xanh và cảnh báo thay lọ nó đã bị mất. Bây giờ chúng ta chỉ việc lắp đặt lại và sử dụng như bình thường thôi. Rất đơn giản phải không ạ? Rồi, ok. Vâng, như vậy là những chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy những chia sẻ của mình mà hữu ích thì rất mong các bạn hãy tặng cho mình một like. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào cái chuông để nhận những video mới nhất của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.